khi ấy bồ tát rốt ráo không khởi tâm san tham tâm chấp trước vì sao? Vì Đại Bồ Tát ấy tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, từ khi sơ phát tâm cho đến khi an tọa tỏa bồ đà mầu nhiệm, các sự phân biệt như thế nhất định chẳng khởi, như chư như lai ứng tránh đẳng giác chưa từng móng khởi tâm san tham, tâm chấp trước, Đại Bồ Tát ấy cũng vậy. Tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, tâm san tham, tâm chấp trước đều vĩnh viễn chẳng khởi. Thiện hiện nên biết bát nhã ba la mật đa sâu xa là bậc thầy của Đại Bồ Tát có khả năng khiến cho chúng Đại Bồ Tát chẳng khởi tất cả vọng tưởng phân biệt. Các Đại Bồ Tát an trụ bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế thì việc tu hành bố thí đều không nhiễm trước, lại đem thiện căn bố thí ấy cho các hữu tình cùng có như nhau, hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột dùng vô sở đắc làm phương tiện khi hồi hướng quả vị đại bồ đề như thế xa lìa ba tâm đó là ai hồi hướng hồi hướng để làm gì hồi hướng về đâu ba tâm như thế đều vĩnh viễn chẳng khởi thì này thiện hiện đó là đại bồ tát an trụ bát nhã ba la mật đa mà dẫn nhiếp bố thí ba la mật đa cụ thọ thiện hiện lại bạch phật bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát an trụ bát nhã ba la mật đa mà dẫn nhiếp tịnh giới ba la mật đa phật dạy này thiện hiện nếu đại bồ tát an trụ bát nhã ba la mật đa thì chẳng khởi các tâm thanh văn độc giác vì sao vì đại bồ tát ấy quán các bậc thanh văn độc giác đều chẳng thể nắm bắt được các tâm hồi hướng thanh văn độc giác và thân ngữ của họ cũng chẳng thể nắm bắt được đại bồ tát ấy an trụ bát nhã ba la mật đa từ sơ phát tâm cho đến lúc ngồi tòa bồ đề mầu nhiệm ở khoảng giữa tự xa lìa việc giết hại sanh mạng cũng khuyên người xa lìa việc giết hại sanh mạng chẳng làm ngược lại sự khen ngợi pháp xa lìa việc giết hại sanh mạng hoan hỉ khen ngợi người xa lìa việc giết hại sanh mạng tự xa lìa việc không cho mà lấy cũng khuyên người xa lìa việc không cho mà lấy không làm ngược lại việc khen ngợi pháp xa lìa việc không cho mà lấy hoan hỉ khen ngợi người xa lìa việc không cho mà lấy tự xa lìa việc dâm dục tà hạnh cũng khuyên người xa lìa việc dâm dục tà hạnh, không làm ngược lại việc khen ngợi pháp xa lìa dâm dục tà hạnh, hoan hỷ khen ngợi người xa lìa việc dâm dục tà hạnh, tự xa lìa lời nói hư dối cũng khuyên người xa lìa lời nói hư dối, không làm ngược lại việc khen ngợi pháp xa lìa lời nói hư dối, hoan hỷ khen ngợi người xa lìa lời nói hư dối, tự xa lìa lời nói thô ác cũng khuyên người xa lìa lời nói thô ác, không làm ngược lại việc Khen ngợi pháp xa lìa lời nói thô ác, hoan hỉ khen ngợi người xa lìa lời nói thô ác, tự xa lìa lời nói đi gián cũng khuyên người xa lìa lời nói đi gián, không làm ngược lại việc khen ngợi pháp xa lìa lời nói đi gián, hoan hỉ khen ngợi người xa lìa lời nói đi gián.